Giang ơi, già làng hiền lành như vậy, tại sao lại con người tàn nhẫn giết chết ông ấy chứ? Tôi nghĩ già làng không phải bị người ta giết đâu. Nếu không ai giết, sao ông ấy lại chết? Già làng bị con ma cắn á. Ma cắn? Ghê quá. Không lẽ trên cổ già làng là vết răng ma trong truyền thuyết? Chẳng lẽ bị quỷ cắn như vậy sao? Trong cuộc sống hàng ngày, già làng có gây thù oán với ai không? Hoàn toàn không. Già làng năm nay đã gần 100 tuổi rồi, đức cao vọng trọng, mọi người trong làng rất kính trọng và quý mến ông, coi ông giống như là cha mẹ, yêu thương còn không hết, lấy đâu ra chuyện thù oán. Vậy tài sản của ông ta có nhiều không? Già làng không vợ không con, chủ yếu là ông ta sống nhờ vào phúc lợi của nhà nước và dân bản yêu mến đem tới, thì không thể nói giàu có được. Hơn nữa tại hiện trường vụ án không có dấu hiệu cướp bóc, mọi vật dụng vẫn còn nguyên. Xem ra vết thương của già làng cũng giống như là lời đồn của mọi người đồn đoán, là bị quỷ cắn chết. Quỷ à? Qua dấu răng trên cổ của già làng có thể nói là như vậy. Nhưng là quỷ hay là cái gì, phải chờ kết luận của pháp y. Các anh đã có kết quả xét nghiệm ban đầu chưa? Đã có. Nguyên nhân tử vong, nạn nhân bị đông máu chết. Đông máu? Tôi cũng có nghe dân làng nói bị quỷ cắn chết cũng xảy ra hiện tượng như vậy. Chẳng lẽ chuyện bị quỷ cắn chết là có thật?